Vâng, xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của Mạnh Bonsai. Quý vị và các bạn thân mến, thì trước mắt quý vị và các bạn đây là cây nguyệt quế của ông Thực. Ông Thực vừa mua cây nguyệt quế này 80 triệu. Mạnh quay cho quý vị và các bạn xem. Ông Thực bán cái cây nguyệt quế cũng là một cây dáng trực cho anh Tùng. Mạnh có làm video Mạnh quay ở trên kênh rồi đấy. Thì sau khi bán cho anh Tùng thì ông Thực lại tiếp tục mua cây nguyệt quế này. Cũng là một cây cây dáng trực, nhưng mà nó có cái điểm gọi là rất là khó của cây, làm cho giá trị của cây nó cao. Đây, quay chi tiết cho quý vị và các bạn. Bệ có này. Bệ thì thôi rồi. Cây nguyệt quế rất dài luôn. Đấy, ông Thực mua cây này cũng từ qua mạng nha quý vị nhá. Ông Thực mua qua mạng. Đây, Mạnh quay cho quý vị và các bạn nhìn này. Bệ này. Thân thủ của cây này. Đấy. Cái này thì người ta thu, người ta làm lại. Nhưng mà cũng sẽ nhanh thôi quý vị ạ. Đây. Quay rất là chi tiết cho quý vị và các bạn luôn. Xem là chân từng chân tơ kẽ tóc. Rất rõ ràng. Đây là mặt sau này. Cố gắng quay kỹ cho quý vị và các bạn. Quý vị nào mà có nhu cầu giao lưu với cả ông Thực thì xem hình ảnh rõ ràng đây rồi, dễ giao lưu. Đấy, rất chi tiết đầy đủ. 6 mặt cho quý vị xem. Rồi, ok. Một video ngắn thôi, 2-3 phút thôi, nhưng mà toát được hết lên tất cả. Quý vị nào mà có nhu cầu thì giao lưu với cả chú Thực đi nhá. Rồi, rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái video này của Mạnh. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh, đồng thời tích vào quả chuông ngay bên cạnh để thường xuyên nhận được những video mới nhất của Mạnh Bonsai. Một lần nữa thì Mạnh xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.